server ITA model 226 nha. Em này thì lỗi bị đơ máy, thi thoảng bị báo lỗi nhiệt độ và kèm theo hiện tượng bị nổ sôi tiếng, bật lên đơ không bấm được cái gì. Những cái linh kiện thay thế thì mình cũng có đủ, nên là các cái máy lỗi nhận về sửa chữa rất nhanh. Và đặc biệt là những cái máy này, cái dòng này mình khuyến cáo là mọi người là khi mà bị lỗi chúng ta nên để zin, thì kỹ thuật anh em họ sửa sẽ đỡ vất vả hơn. Còn nếu mà mang đi thợ công chuyên môn mà cày vào nó đứt mạch rồi thì nó chập cháy linh tinh nhá, thì sửa chữa nó rất là phức tạp và thậm chí có thể bỏ máy không sửa được, thì nó chết lỗi quá nhiều, chi phí sửa nó sẽ lên cao quá. Đấy, để mọi người chú ý nhá, cân nhắc về cái vấn đề sửa nếu như mà máy bị gặp lỗi. Những cái lỗi đường ngạp sôi lộ, mất tiếng, mất nguồn, lệch vế, mất kênh, mất tiếng toàn phần, treo vệt đen màn hình, treo kẻ, báo lỗi nhiệt độ, lộ tiếng sôi tiếng mất nguồn. Đấy. Mọi người cần tư vấn hoặc là hỗ trợ sửa các cái lỗi liên quan đến cái dòng máy này cứ liên hệ trực tiếp bên mình theo số máy trên tiêu đề video, mình sẽ tư vấn. Những ai chưa đăng ký kênh, mọi người có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh này nhé. Cái linh kiện trên cái main board con máy này thì mình cũng có đủ, nên là các em hay lỗi mình tiếp nhận để mình sửa rất là nhanh mọi người nhé.